các bác nhá, lại là em Thành Auto. Thì hôm nay em Thành Auto vừa mới về thêm một chiếc Honda CR-V số tự động sản xuất năm 2016, bản 2.0 đang có mặt tại showroom của em Thành Auto đây. Một cái màu trắng sứ ngọc trinh rất là đẹp đúng không ạ? Và em xe này em phải khẳng định là nó lét lẹt luôn. Và em sẽ đi giới thiệu thật nhanh qua một vòng quanh ngoại thất, nội thất cũng như là động cơ của em xe này, xem nó có đáng để các bác bỏ tiền ra để mua không nhá. Và giá cả thì em khẳng định với các bác là nó rất là hợp lý với từng đồng tiền mà các bác bỏ ra đấy. Xe thì có cam kết với các bác về chất lượng luôn đúng không ạ? Đây thì một cái góc check 45 độ thì các bác có thể thấy là form dáng em xe này là vẫn còn giữ được nguyên bản form dáng của nhà sản xuất đấy. Đi ra trực diện là cái phần đầu xe một chút nhá. Đây, trực diện là cái phần đầu xe thì các bác có thể thấy là hai bên hai cái cụm đèn pha nó còn rất là đồng đều màu nhau và nó không bị lệch lạc tông màu, kể cả hai cái cụm đèn gầm cũng vậy. Đây, nhìn chúng ta nhìn có khác gì một chiếc xe mới không ạ? Sơn si của nó còn nguyên bản đến 95%, giải đèn led ban ngày cũng đã được tích hợp trang bị đầy đủ đây ạ. Đấy, đèn bi cầu salon siêu sáng, và các bác nhìn cái bề mặt cái cụm đèn pha này, không một tì vết, không một dấu hiệu gì chảy xước xước sát các cái khớp nối, những cái đường liền lạc đây nó khít khịt và nó chuẩn chỉ như thế này đây đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn nó có phê không ạ? Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp điện auto, trang bị phím bấm mở cửa thông minh, nhá. Đấy, tay lắm cửa ốp viền mạ chrome, bọc mạ chrome đầy đủ luôn. Đây, hông sườn xe bên ghế phụ đây phẳng căng và luột nà như thế này, các bác nhìn đi ạ, phẳng căng và luột nà như thế này đấy, thẳng tưng luôn nhá. Cái đường gân dập lỏi kia nó chạy thẳng tắp thẳng tít xuống cái phần đuôi xe kia, nó thẳng tưng luôn. La răng đúc đa chấu, phanh ABS trang bị ở 4 bánh luôn. Và các bác nhìn cái bề mặt la răng sau 4 năm sử dụng, ạ, nó còn nét như thế này, ạ. Đấy, lốp Michelin nhá, đấy, khe rãnh lốp đây nó sâu hoắm như thế này, em này biển gốc của nó là biển 338 các bác nhá. Biển gốc của nó là biển 38 này, đăng kiểm của đến tháng 2 năm 2021 này. Đấy, lắp cabo này phẳng ly phẳng lạt như thế này, đấy, cụm đèn gầm đây không một tì vết nhá, đấy, các bác nhìn cái đầu mũi xe này không một vết chảy xước xước sát gì nhá, các bác xúc em này thì cứ loại là ok thôi, cứ gọi là ok mà lăn bánh thôi. Đấy, những cái thành viền mạ chrome này nó sáng trưng như thế này. Đấy, cụm đèn pha bên ghế tài đây ạ, các cái khớp lối là những cái đường liền lạc này, nó khớp khít và nó chuẩn chỉ với từng mm một như thế này. Đấy, cụm đèn bi salon siêu sáng luôn. Đấy, trong veo trong vắt. Xe nói chung là chúng ta mua một chiếc xe nó phải chất lượng và nó đẳng cấp như thế này ạ. Đấy, không khác gì một chiếc xe mới rồi, đấy, hông sườn xe bên ghế tài đây nhá, các nhìn luật chưa, không một tì vết, ạ. Và em này em khẳng định là đẹp nhất nhì Việt Nam luôn, tay lắm cửa trang bị phím bấm mở cửa thông minh này đúng không ạ? Rồi đấy, nhìn qua thế thôi nhá, tí nữa em mới vào bên trong cho các bác xem. Đấy, ốp viền mạ chrome quanh những cái nẹp cửa đây này, những cái nẹp cửa là ốp viền mạ chrome nhá. Đấy, xe nó rất là nét. Đây, lốp lát phía đằng sau đây, kè rãnh còn rất là sâu luôn, đúng không ạ? Lốp Michelin mới cứng cựa, và cái bề mặt cái cụm la răng này, nó không chảy xước xước sát như thế này, xe nó phải chất, nó phải nét như thế. Đây, đi ra cái phần đuôi xe thì các bác có thể nhìn thấy đây ạ. Đấy, thì tổng quan cái phần đuôi xe nhìn lên thì các bác có thể thấy là hai bên hai cái cụm đèn hậu nó còn rất là đồng đều màu nhau và nó không bị lệch lạc tông màu. Xe thì đã được trang bị cam lùi, màn hình đầy đủ luôn. Đấy, nét nẹt nhá. Đây, đấy, có cả những cái đuôi gió này, rồi là cái khi mà chúng ta bấm phanh thì cái đèn hậu trên này này nó sẽ sáng lên, giúp cho cái tầm nhìn của người đằng sau khi mà các bác phanh chân thì nó sẽ hợp lý hơn, nó nhìn rõ hơn đúng không ạ? Các cái đường liền lạc đây nó khớp khít và nó chuẩn chỉ như thế này. Một chiếc SUV 5 chỗ của Honda
hay còn gọi là Honda CR-V đời 2016, số tự động bản 2.0, nó còn nét như thế này. Đấy, không khác gì một chiếc xe mới nha các bác nhá. Không khác gì một chiếc xe mới. Đây cái cụm đàn hậu bên ghế phụ đây. Đấy, nuột nà chưa ạ? Nuột nà chưa ạ? Quá là chất lượng luôn rồi đúng không ạ? Em sẽ mở cái lắp cốp lên để cho các bác xem qua cái thùng cốp của em xe này nhá. Đấy, cốp bấm mở điện luôn. Đây, cốp kiếc rộng rãi chưa ạ? Honda CR-V nếu mà xét về cốp thì đối với lại những cái chiếc xe SUV 5 chỗ thì cốp của Honda CR-V gần như là rộng nhất Việt Nam rồi. Gần như là rộng nhất Việt Nam rồi, đúng không ạ? Đấy. Các bác nhìn nhá, trần nỉ này. Sáng trưng chưa ạ? Sạch sẽ đẹp đẽ nhá. Nội thất đây, nét nẹt như Sony. Nào, xem là lốp sơ cua là. Úi giời ơi, lốp sơ cua còn chưa hạ này các bác này. Sạch sẽ mới kính cong luôn nhá. Xe nó đi nó phải giữ gìn như thế này. Các bác nhìn nhá. Đấy, lốp sơ cua còn chưa hạ này. Lốp sơ cua còn chưa hạ này. Và nội thất bên trong này, thùng cốp này nó sáng trưng rực rỡ và nó đẹp như thế này. Đẹp tắt điện luôn. Xe này phải gọi là đẹp tắt điện luôn. Đẹp tắt điện. Tắt điện đi nó vẫn còn đẹp. Đấy. À, ốc bản lề lắp cốp này còn nguyên zin này. Keo chỉ lắp cốp này. Keo chỉ lắp cốp nhá. Còn zin đét đèn đẹp theo xe như thế này. Đấy, còn zin đét đèn đẹp theo xe như thế này. Đấy. Đang nhìn nhá. Rất là chất lượng đúng không ạ? Rồi, em sẽ đóng hạ cái lắp cốp này xuống. Rồi bước vào bên trong nội thất, quay cho các bác xem là nội thất của chiếc Honda CR-V này nó còn được giữ gìn như thế nào. Tay nắm cửa ốp viền bạc chrome này. Đấy. Trước tiên chúng ta sang cái hàng ghế thứ hai một chút. Đây, hàng ghế thứ hai đây. Da ghế căng mọng căng mồi nhá. Da ghế nó còn căng mọng căng mồi và nó nẹt nẹt như Sony như thế này. Nẹt nẹt Sony như thế này, đúng không ạ? Trang bị thảm lót sàn đầy đủ này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên zin này, chưa động chạm đến một con ốc nào nhá. Xe nó phải nét. Xem nó sướng như thế này các bác ạ, xem nó đã đời luôn. Đây, keo chỉ đây. Zin từ đầu đến chân. Zin từ đầu đến chân. Đấy. Có cửa gió điều hòa cho người ngồi hàng ghế thứ hai. Em sẽ ngồi vào bên trên để cho các bác xem qua toàn cảnh cái táp lô của em xe này nhá. Đấy, các bác nhìn táp lô trung tâm của con Honda CR-V đời 2016 này. Số tự động bản 2.0. Gương kính chỉnh điện cục điện auto, chế độ eco, chống trơn trượt, chống bó cứng phanh đầy đủ luôn. Đấy. Cái vô lăng này góc 9 giờ này và cái góc 3 giờ đây. Các bác nhìn xe nó phải còn nét như thế này. Đấy, trang bị một số cái phím bấm kia. Đấy, chế độ nghe gọi rảnh tay, các cái menu gia tăng giảm âm lượng. À, có cruise control tắt bật ga tự động cruise control kia. Đấy. Em này thì đèn nổ start top này. Đèn nổ start top này, đúng không ạ? Màn hình thì nó làm sâu trong cái hốc kia. Đấy, các bác nhìn nhá. Ổ đĩa DVD trang bị đầy đủ luôn. Đấy, điều hòa auto. Điều hòa auto hai vùng độc lập nhá. Đấy, sấy kính này. Này, tay đấm số này nó mới chưa ạ? Phải nói là em xe này chủ xe cực kỳ là giữ gìn. Cái ghế lái đây này các bác này. Nhá, ghế lái đây này mà nó còn được như thế này ạ. Nó còn được như thế này ạ. Đấy, các bác nhìn em này thì cứ đã đời luôn nhá. Các bác nhìn em này thì cứ đã đời luôn nhá. Khỏi phải lo lắng về chất lượng của em xe này. Em cam kết với các bác là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Có giấy tờ cam kết đầy đủ bằng văn bản cho các bác. Cho các bác test hãng thoải mái đối với em xe này luôn. Test hãng, check hãng thoải mái đối với em xe này luôn. Đúng không? Rồi, bây giờ em sẽ ra mở cái lắp capo lên để cho các bác xem qua cái động cơ, trái tim của chiếc xe này, xem nó như thế nào. Đấy, lắp cốp này. Các bác nhìn nhá. Ốc bản lề cánh cửa này zin đét nhá. Zin đét theo xe. Nào, mở cái lắp capo lên để cho các bác xem qua cái động cơ trái tim của chiếc xe này. Đấy. Táp ly táp lô này. Mới kính cựa luôn đúng không ạ? Xe phải nói là đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết. Các bác chờ em chút, em sẽ mở cái lắp capo lên để cho các bác xem qua máy móc của em xe này nhé. Đây, ngay dưới cái lắp capo là cái hệ thống động cơ của chiếc Honda CR-V đời 2016 đây. Những cái con ốc chân máy này còn nguyên vạch sơn của nhà sản xuất. Và các bác nhìn ra máy đây ạ. Nó còn nét, nó còn đẹp, nó còn sáng quắc như thế này. Đấy, ốc bản lề lắp capo này. Keo chỉ này.
nó còn zin đét đẹp đẹp như thế này. Phải nói là em này đẹp xuất sắc, đẹp hiếm có, khó tìm luôn. Đây, sắm ngay em này mà về mà đi Tết đi các bác nhá. Máy móc này, nguyên vạch sơn của nhà sản xuất này. Đấy, mặt dần cò các thứ còn nguyên này. Ngay kể cả những cái con ốc mà chỉnh những cái buji đây, những con ốc chỉnh những cái buji đây là vẫn còn nguyên này, nguyên vạch sơn của nhà sản xuất này. Đấy, các bác nhìn thấy xe nét chưa? Xe nó phải nét như thế này ạ. Đấy. Thế thì em xe này có giá bao nhiêu ạ? Vâng, em Honda CR-V sản xuất năm 2016, số tự động bản 2.0 này đang được chào bán công khai đến các bác một cái mức giá cực kỳ là hợp lý, 740 triệu đồng. 740 triệu đồng. Và giá trên chắc chắn là còn bớt lộc và hỗ trợ cho các bác một chút lộc lá để các bác đi đường nó thuận lợi bình an, và bao rút hồ sơ cho các bác. Mọi thông tin chi tiết các bác hãy gọi ngay trực tiếp cho em Thành Auto theo cái số hotline là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn, gửi hình ảnh kèm video đầy đủ báo giá chi tiết nhất cho các bác thông qua Zalo về em Honda CR-V này. Vâng, và bây giờ thì em cũng xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.